나의 꿈을 바라보며 멍하니 서 있었죠. 더 이상 남은 게 없어 모두 포기할까 했었지만 다시 일어나요. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.